Đây là con gì hả chú? Rồng đất. Rồng đất à. Rồng đất đây. Thoải mái luôn. À, đây vừa cũng khoét cho một cái lỗ nhỏ nhỏ. Vừa bán cho hai thằng cu này à? Quay lại cái lỗ. Rồng đất. Trong này có con rùa đó. Ô, con này bắt ở trên rừng hả chú? Rồng đất. Các bạn ơi, đây là con rồng đất nhé, hai con vừa bán cho hai thằng cu kia hai con rồi, bây giờ còn hai con ở trong lồng nhé. Wow, lần đầu tiên thấy con rồng đất này. Con này bán theo con hay bán như nào hả chú? Bán được con to nhở, con này to nhở. Bên này là con rùa này. Ôi giời. Tôi bóng ướt nhét này à. Ôi trời ơi. Vâng. Chắc phải từ giờ ăn trưa mới khổ. Vâng. Lấy phơi nắng. Phơi nắng nó chết mất. Nó để đây nó từng khô luôn. À, bịp bịp non. Bên này là con rắn này. Ôi, ôi, toàn tắc kè này. Con gì đây? Con rết này. Ôi. Đây, thích nhất là con rồng đất này. Các bạn thấy rồng đất bao giờ chưa? Thank you.
ui quá ngon, không phải nói, con này không phải nói, chơi thôi mà thịt thịt rồng mà, con này ngon hơn thịt gà, cực ngọt luôn mà thơm, là thịt rồng thôi mà, con này ngon lắm. Dòng đất này nó ngâm nhiều tốt lắm, vâng. Chưa, chưa bệnh độc kinh ấy. Chưa bệnh độc kinh, độc kinh co giật xong nó sầu bọt sầu mãi đấy, vâng. Đấy, cực tốt luôn, vừa ăn vừa ấy. Mua rùa không? Mua con rùa này.